Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Shooting Silver. Thì ở thành phố bên vùng Kanto, ngay chỗ Bibo City, thì mình đã được ông cụ kia cho cái Rhyperm Wind mạng. Đó chính là cái lông vũ của con Ho-Oh. Đây, Rhyperm Wind. Bây giờ mình cần phải đi bắt Ho-Oh. Cho nên mình sẽ đi bắt Ho-Oh nha bạn. Chính là quay trở về vùng Johto nha, ngay cái chỗ con nhà Kimonogyo nha bạn. Đó chính là một cái thiền viện này. Nói chuyện với ông này. Đó, nên là sẽ đi xuống đây được. Đó, đây chính là thằng Zimmerder nè bạn. Thằng Mộc Thi nè. Đây, nơi mất. Giờ mình sẽ vô đây. Mình lên đỉnh tháp để gặp Ho-Oh các bạn. Nè, tháp chuông. Không biết có Pokemon không nhưng mà trước mắt là mình cứ bật cái chết spell lên đã. Đó, khi có lòng vũ của Rhyper Ho-Oh thì nó mới cho chúng ta đi. Đi lên thôi. Trên này đường nó hơi hơi rối xíu nha bạn. Chịu khó. Hơi nghe tiếng sàn nó sẽ muốn sập vậy bạn. The hell? Ờ, kì. What the? Ở đây sao đi? What the fuck? Ở đây. Vãi thiệt, nó giấu ngay chỗ này, ngay cái cột không thấy đường luôn. Giờ mình đi sai nữa rồi đó các bạn. Đúng rồi, đi sai rồi. Đi sai, đi xuống lại dưới này nè. Ham nhặt đồ là các bạn sẽ đi sai liền. Nghe tiếng gung gung huyết ớn quá.
What the fuck? Ôi giời ơi, mấy chỗ này teleport được. Oh shit. Không phải. Trời, nó gói vậy sao đi? Oh shit. Tháp của Ho-Oh đúng là thế là 7 rồi các bạn. Vãi, có Pokemon nữa. Nữa. Ôi giời ơi. Mấy chỗ teleport này không có cách nào xài được đó. Hơi bị tinh vi rồi đó. Nếu các bạn chỉ hit go là các bạn phải vượt qua cái bẫy này ngay được đầu game luôn à. Ngay lúc mà đánh xong chứ 8 để bắt Ho-Oh là các bạn vượt qua đây trước nè. Lugia dễ hơn nhiều. Đó, Ho-Oh nữa bạn. Ô vải ngon. Mới vô ném quýt bò bắt luôn, trúng luôn, ngon. Một hit quýt bò ăn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay về thành phố hoặc vào đây luôn đi. Để xem giờ mình có thử đủ thời gian bắt hai quỷ này không nè. Giờ hai quỷ này là chuyên gia chạy nè. Giờ hang này là cực kỳ khó khăn với nó luôn á. Đây, kiểu gì cũng gặp một ET trước nè. ET đâu vậy? Nó ở National Park à? Đó, nó chạy nữa bạn. Hai quỷ này đâu dễ bắt đâu. Khó hay bà luôn. Rồi,
Ok, mình xin kết thúc clip đây. Ở tập này mình chỉ hướng dẫn các bạn bắt Ho-Oh thôi. Để ở tập sau mình sẽ bắt Andy và Raikou. Hẹn gặp các bạn trong tập sau nha. Bye bye.